Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của hai mẹ con mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi chợ cùng với mình và xem coi chợ mùa xuân nó sẽ có những đồ ăn nào mới. Tại vì đôi khi mùa đông có những loại nó không có trồng được á, và những cái loại đó phải nhập từ cái chỗ khác đến, thì những cái nào mà mắc quá đôi khi người ta không có nhập về bán các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ đi tìm đồ ăn mới để về dự trữ trong tủ lạnh và làm video cho mọi người xem ở bên cái kênh YouTube là Kim Minh Vlog. Thì nếu như ai mà thích ăn uống thì hãy qua kênh Kim Minh Vlog ủng hộ em nha. À, cái kênh đó em để cái hình avatar là em cầm mấy trái dâu màu đỏ đó mọi người. Thì mong là được sự ủng hộ của tất cả mọi người để cái kênh của em có thể phát triển nhiều hơn. Và sẵn đây em xin khoe cái áo luôn mọi người. Cho mọi người thấy cái áo này không? Em rất là thích mặc những cái mẫu áo như thế này. Đây cho mọi người xem nha. Em rất thích mặc những cái mẫu áo như thế này, có cái nón như này các bạn. Đó. Em đặc biệt thích những cái loại áo cô tông mà có cái cổ áo cổ tay như vậy, rồi cái xong cái có cái mấy cái bao áo như nè, những cái mẫu thiết kế giống như vậy nè. Mình thấy hồi nãy mình tưởng cái áo nó bị dính dơ, nhưng mà tới nhìn kỹ lại là có cái hình con báo dễ thương lắm các bạn. Cái áo này là mình cũng được một chị bạn cho, chị ấy tên Thummy vô đây. Nếu như các bạn có theo dõi kênh YouTube của mình nhiều thì các bạn sẽ biết được là cái chị Tâm Mì là ai, và chị cứ làm YouTube và cũng là bạn với mình thời gian cũng khá là lâu rồi, và chị rất là quý và thương mình, cho nên á, thường những cái đồ nào mà chị lúc mà còn ốm mà không vừa là chị hay soạn cho mình lắm. Con muốn nói gì với cô chú nói đi hả? Mẹ nói chuyện mà con cứ đi vô máy ảnh rồi quơ quơ hoài. Mọi người có thấy em có một mụn ngay đây không? Mấy hôm nay ăn đồ nóng quá đó, cái nó nổi mụn nè, nổi mụn xấu cái mặt rồi. À, hai mọi người đi con, hai, bye nha, bye. Đó con trai em là lên đồ sẵn sàng rồi đó mọi người. Đó, giờ chỉ chờ là xe nổ máy nữa là đi thôi. Let's go. Bạn ơi, hôm nay dâu về quá trời luôn mà có một đồng 49 xem nè. Chị em mình lựa 43 hộp. Lựa 3 hộp đem làm quay video. Nhìn ngon các bạn. Cái này cái nét to to không nè. Măng tây các bạn, hai đồng mấy một bó. Bữa trước mình mua có đồng mấy à. Bữa nay giá nó cao. Măng tây nhìn ngon nè. Nấm đùi gà về mới, mình sẽ mua nấm đùi gà về mình quay video nha mọi người. Các bạn xem đó. Chợ bên Mỹ là nó trưng bày như vậy đó các bạn. Nước Mỹ nè các bạn. Cái loại thứ bữa mình ăn đó các bạn. Đó, nó có loại vàng nữa. Loại vàng nó thì nó mềm hơn. Xem này. Chanh chanh mà họ họ dắt ra rồi, cái không bỏ trong cái hũ gì đâu các bạn. Một đồng mấy một chai, tiện và lợi bạn ơi. Cái này nó bán là sữa sữa dâu sữa tôm, sữa xoài, tất cả mọi thứ luôn nè mọi người. Ở trong đây nó có cái thạch nữa, ăn rất là ngon. Cái này gọi là trà sữa mọi người, sữa dâu. Cái này mình sẽ lấy một chai về mình uống thử nha mọi người. Cái này hạt chia, chia cái vải với hạt chia đây nè, mình sẽ uống cái loại này. Đó, cái này đi rồi, lấy đi đi đi. Rồi đi đi đi. Tại nãy là bé lái rồi này chứ lắm. Đây là chè cá nè mọi người. Và cách làm cá của mấy anh à, các bạn mua cá không, các bạn lựa cái kiểu làm. Để các bạn thấy nè,
đây là nó có bao nhiêu cái kiểu làm vậy đó, ví dụ như mình muốn làm cái gì đó thì là rồi nha. Cũng như anh làm ăn không rất là nhanh luôn. Đi lắm, đó, quẹo qua nha. Rồi đi. Rồi đi. Xong một buổi đi chợ các bạn ơi. Đây nữa các bạn. Trời về mưa tầm tã luôn các bạn ơi. Thơm ngon. Ừ, mưa mà mưa dông luôn các bạn. Mưa lớn rồi. Từ lúc mình qua đây tới giờ là mình gặp được 2-3 trận mưa lớn cỡ này á các bạn. Mưa lớn dễ sợ. Bên Mỹ này ít mưa. Không như Việt Nam mà sáng nắng chiều mưa đâu. Và ngày hôm nay đã hoàn thành xong một buổi đi chợ, mình đã dẫn tất cả mọi người cùng mình đi chợ mùa xuân ở bên Mỹ như thế nào. Thì mong là mọi người hãy chờ đón những video ăn uống của mình up vào những ngày tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye.